Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình Jantalong model 750, một dòng xe đạp trong cái phân khúc dưới 10 triệu đồng, và nó là một chiếc xe mang cái bộ cấu hình gọi là ngon nhất trong cái tầm giá này rồi, một cái bộ cấu hình của đề Shimano DOG 10 tầng líp và 3 tầng đĩa, giảm sóc hơi, phanh dầu Magura, đi vòng cuối lổ. Đấy, nó đủ những cái bộ cấu hình, nó đủ cho các bác chơi một chiếc xe thôi. Đấy, rất là nhiều những thứ chất lượng được lắp trên chiếc xe này. Đề DOG các bác nhé. Đấy, 10 lít và 3 đĩa, gạt đĩa trên S-Jam và bộ chuyển số phần trên này là Shimano DOG. Rất là ngon, bộ chuyển động này cũng kỳ là ngon trong cái tầm giá rồi. Và phanh dầu Magura luôn các bác nhé, một cái bộ phanh dầu mà các bác chơi xe thì không thể bỏ qua bộ phanh dầu rồi, một cái bộ phanh dầu của Ý mà bóp cực kỳ là ăn rồi, là rất là sướng. Giảm sóc hơi các bác nhé, giảm sóc hơi, trang bị giảm sóc hơi, và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái đây. Đó, rất là tiện lợi. Bánh là 26 inch, được sử dụng Mayer bi vòng cuối lổ các bác nhé. Mayer bi vòng cuối lổ của hãng RT. Hãng RT này là một cái hãng sản xuất bánh và Mayer rất là tốt trên thị trường hiện nay. Mayer carbon thôi nhé. Mayer là carbon. Đấy, và cái đĩa cũng rất là đẹp này, cái đĩa màu xanh. Rất là đẹp. Sử dụng quả lốp là 26 inch của Kenda các bác nhé, lốp này lốp của Kenda, sử dụng bản lốp là 1.95 26 x 1.95. Cái bề mặt lốp nó gai góc, nói chung là nó rất là đẹp, tôn dáng chiếc xe. Khung là khung nhôm các bác nhé, khung trên là khung nhôm và sử dụng công nghệ nhôm là Alux SL, công nghệ độc quyền của Jan, giúp chiếc xe trọng lượng nó nhẹ, cực kỳ là bền. Cấu hình rất là chất lượng trong cái phân khúc giá dưới 10 triệu đồng. Pedal cũng nguyên zin theo xe luôn các nhé, pedal Jan nguyên zin theo xe đây. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe là size M quá nhé, size trung bình cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì là phù hợp. Cổ chuyển động đề DOG, gạt đĩa của S-Jam, đĩa trục rỗng với 10 tầng líp và 3 tầng đĩa, cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì các bác nhìn trên hình rất tầm 10, rất mượt mà. Thì chiếc xe này đã được bán với em mức giá gọi là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.